Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mạnh Bonsai cũng như là fanpage của Mạnh Bonsai. Hiện tại Mạnh đang ở 38 đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thì hôm nay Mạnh đến nhà vườn của anh Khánh Sắt đây. Đấy. Anh Khánh hôm nay khai trương cái nhà vườn. Anh Khánh thì trực thuộc câu lạc bộ Phố Hiến thì phải. Tại vì có một lần thì tôi cũng đã xuống thành phố Hưng Yên, tôi làm một cái chương trình cho các anh em trong câu lạc bộ Phố Hiến. Và hôm nay tôi sẽ gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn những hình ảnh mới nhất của nhà vườn Khánh Sắt. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy. Chỗ này của anh ấy rơi vào khoảng 600 m². Đấy. Ông chủ hôm nay phải nói là rất là tất bật. Một lát nữa thôi thì các anh em khách mời sẽ đến, quý vị và các bạn sẽ được xem những cái video hấp dẫn nhất của Mạnh Bonsai trên kênh cũng như là trên page của Mạnh Bonsai. Tranh thủ chưa có khách đông lắm thì tôi quay một vài tác phẩm tôi gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Đấy chưa hiểu mà. Hiểu mấy con cổ mà không ấy. Đấy, ba đứa cho anh này. Anh chăm sóc. 500 m. Cái này hôm nay trưng bày bao tác phẩm anh Khánh ạ? Hôm nay trưng bày bao tác phẩm anh chưa đếm. Thôi thì anh em cứ mang đến thì cứ kê vào đến đủ đủ thì thôi đúng không? Trường qua mới lấy. Vâng. Đấy, lúc nãy em đã quay lắm rồi đấy. Vâng. Theo bác chủ vườn thì bác chia sẻ rằng là cái tác phẩm này vừa mới lấy trưa ngày hôm qua. Nói là rất là tuyệt vời, phong trào chơi cây, yêu cây của các anh em Hưng Yên đây là đang lên rất là cao rồi đấy. Đấy, tôi quay ở ngay đầu video rồi đấy. Ngay đầu video thì có địa chỉ, có số liên hệ của nhà vườn. Quý vị và các bạn mà có muốn nhu cầu giao lưu thì gặp bác Khánh nhé. Alo cho bác Khánh. Cây ở đây các anh ấy giao lưu thì cũng bây giờ anh mời em chính sự uống nước giao lưu ngắm cây êm rồi quý vị ạ. Bài giao lưu anh có thích cây nào để cho anh đây là bảo em có thể đưa bán lên dưới đây xong hỏi cây nào chưa bán để nước thì này này anh đã xuống đâu xuống hỏi này hỏi là anh chưa bán không xuống luôn. Nếu có mộc đấy là chưa bán là xuống liên tục mua không bán là không xuống còn nước thì ở đâu chẳng có nước. Đấy, mấy bác ấy đang kể về sự nghiệp vào lan cứ thấy hốt lên vào âm âm quý vị ạ. Bây giờ lại đang sốt này, bây giờ đang sốt trà nha quý vị nhá. Quý vị và các bạn vào trà với cả hải đường trắng này cũng hết sức cẩn thận. Đấy. Đấy, quý vị thấy không? Nộp nhiều.
rút ra được 120 triệu. Cái xanh Nam Điền cổ. Sau đợt này hải đường trắng nó lại đắt thế anh nhỉ? Nó là tinh trình đấy. Còn đây hả? Bọn à. Nó là tinh trình, nó bán cái giống. Một cây trà. Cao tay nhỉ? Cái giống kiểu lan mà bán toàn bán ki đây đúng không anh? Cái nhiều thì nó bỏ ra nó làm chương trình, nó mua thì nó mất nhiều tiền. À. Nhưng mà nó tính là ví dụ như là sau này lợi nhuận bán ra đúng không? Thu cái nó tính là những cái mà trên thị trường ít thì nó mới gom vào. À. Nó gom vào thì lúc nó gom vào thì nó rẻ, nó nhiều tiền, khi nó có số lượng nhiều rồi thì là nó lại thôi. Không, nó đi mua cao ngoài lên. À. Thế là không nhảy rơi nhiều vào. Cái cụ nghe thấy ấy, cụ đi hơi mua. Đi hoa cửa sau. Tôi đi sai lầm rồi, tôi bỏ cái bàn rẽ vào đi. Tôi về cái nắng hoa này, bây giờ làm cửa kia. Nén nút rồi, vụ trộm rồi. Này, Trung Quốc không gọi đi cửa chó. Trung Quốc gọi đi cửa chó. Vâng, em chào anh. Thầy giới thiệu với toàn thể quý vị, anh ấy có một cây xanh cổ đây, cây xanh cổ bằng đá đây. Tối hôm qua là nói rằng là tối qua nó biết rồi, nhìn trên hơi biết rồi. Chú ạ. Vừa xuống hả chú? Vừa xuống. Vâng. Đây một cây cổ. Bác ấy đang tách ra, lọc ra để làm lại cái bộ bóng này. Cái này nhìn hay phết đấy anh ạ. Đẹp. Vâng, cái này nhìn hay. Nó là cây cổ. Nó là cây cổ. Bác ấy đang lọc cái bộ bóng này, tán này ra, bác ấy làm lại. Đấy, kiểu cách tân đi. Quá đẹp. Vâng, cây cổ này nhìn hay. Bò đá xịn nha quý vị nha. Xanh Nam Điền đấy chứ. Rất là già. Đây, tôi quay cho quý vị và các bạn chi tiết một chút để cho quý vị và các bạn xem mặt này. Đây quý vị và các bạn, mặt này ôm đá rất là xịn. Đây có mấy cây to, tôi quay luôn mấy cây to này trước cho quý vị và các bạn ngắm luôn nhé. Rồi là tí nữa tôi quay những cây bonsai nhỏ kia. Quay bonsai nhỏ thì nhanh lắm quý vị ạ. Quay những cây to này cho xịn. Hầu hết tôi thấy đều xanh Nam Điền thôi. Chết nhà anh ấy, chân đằng thì như nhau còng trọng.
Để giới thiệu với quý vị và các bạn một cây xanh, à cây si, tôi xin lỗi, cây si búp hồng của anh Bình Bò. Đấy, anh ấy ghi luôn cả số điện thoại lên trên này rồi, là 0986430073. Chắc là anh ấy muốn là giao lưu cùng với cả quý vị và các bạn cái cây si búp hồng này, cây si ba vai. Tôi quay kỹ một chút cho quý vị và các bạn xem cái cây si búp hồng này. Si búp hồng nha quý vị nhá. Anh ấy không ghi giá tiền. Nếu mà quý vị và các bạn có muốn giao lưu thì liên hệ với cả anh Bình Bò đây. Đấy, cây si búp hồng này, tay cảnh anh đang bắt đầu làm lại. Ở đây các anh cũng bày một số cái cây hàng chợ đây này để giao lưu. Hình như là cũng cây của góc này là góc cây của anh Bình Bò hay gì ấy. Đấy, quý vị và các bạn có muốn giao lưu thì liên hệ với cả anh nhé, Bình nhé. Xong là dừng. Rồi. Hoặc là có thêm được đồ
thôi. Là ông đi chuyển người ta đến từ cùng. Tất cả những cái này là người ta từ ngoài không có gặp biết đời. Rồi, như vậy là tôi vừa mới làm một cái video ngắn để gửi tới toàn thể quý vị và các bạn tại nhà vườn anh Khánh Sắt ở 83 đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.